Thần tài chỉ thẳng mặt, bốn con giáp vượng tài vượng lộc, trúng số đặc biệt, đổi đời sạch nợ trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trái đất thì cũng có 4 mùa thăng trầm, huống chi là con người. Quả thật như vậy, trong cuộc sống muôn màu vạn trạng này, thì có lúc ông trời cho ta những cái may mắn để chúng ta làm những cái điều mình muốn. Đôi lúc, ông trời cũng sẽ gửi lại cho chúng ta những khó khăn để thử thách lòng người. Và mỗi người lại có một cái số mệnh khác nhau. Có người thì giàu sang, có kẻ lại nghèo khó. Mọi người chúng ta thì đều mong muốn mình có một cái cuộc sống, một cái khởi đầu được tốt đẹp, một cuộc sống hanh thông thuận lợi. Và mới đây, các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng đã tiết lộ trong số 12 con giáp cứ ngỡ bị hung tinh nó chiếu rọi, tiểu nhân đeo bám, làm ăn thì thất bại, nợ nần, triền miên, không thể trả nổi. Thế nhưng, thật bất ngờ, trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thì có 4 con giáp có những cái bước chuyển mình vô cùng là mạnh mẽ, làm việc gì cũng được phát tài rực rỡ. Nếu mà nắm bắt tốt cái cơ hội ngàn năm có một này, thì 4 con giáp này có thể lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, thậm chí trở nên giàu có, vô địch thiên hạ, mua nhà tậu xe, cả gia đình thì sung sướng và hạnh phúc. Vậy thì vận trình của 4 con giáp này sẽ diễn biến ra sao? Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 cũng là những ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Và con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, ứng cử viên top 1, không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi là những người sống có trách nhiệm. Tuổi Hợi là một trong những con giáp tốt bụng nhưng lại ít tham gia vào các công việc của thế sự, ít tham gia vào cái mọi chuyện của thiên hạ. Nếu mà các bạn không nhờ vả thì họ cũng sẽ không chủ động xen vào khi mà không cần thiết. Nhưng con giáp này lại rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, với bạn bè. Khi mà thấy người thân gặp khó khăn mà ngại nó ra thì họ không thể làm ngơ và luôn tiến lại gần hỏi han, giúp đỡ người đó tìm ra giải pháp. Những người tuổi Hợi sống thì không tính toán. Một khi mà đã giúp đỡ những người thân hay bạn bè thì không kể đến tiền bạc hay là công sức, nên rất được người ta quý mến. Đối với những người tuổi Hợi, giúp đỡ được người bạn của mình ấy, vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt. Ăn uống chi tiêu thì bớt đi một chút để dành giúp người ngoài thì cũng không sao. Ăn thì ăn cả đời, nhưng mấy khi lại có thể giúp đỡ được những người khác, đúng không ạ? Những người tuổi Hợi sẽ không quan tâm đến cái số tiền mà mình có và sẽ gì an ủi đối phương. Nếu không có tiền thì con giáp này cũng sẽ nói thẳng ra và gì hỏi thẳng xem có thể giúp đỡ bằng cách nào khác không. Có thể nói đây là một con giáp hay giúp đỡ những người khác và thẳng thắn, vô tư. Vậy nên trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 âm lịch ấy, thì tài vận của những người tuổi Hợi cũng sẽ rất lý tưởng. Trong tháng lại được cục diện tam hợp thái tuế nó tương trợ giúp đỡ nữa, nên là nó mang lại cho những người tuổi Hợi khá nhiều cái vận may liên quan đến tiền bạc, tài lộc. Với những người làm công ăn lương thì cái nguồn thu nhập vẫn ổn định. Nhiều người may mắn còn có thể được coi là dư giả, nhưng cái nguồn thu chủ yếu của các bạn vẫn đến từ cái công việc hiện tại. Vì thế nên tập trung phát triển hơn là ôm đồm quá nhiều việc lặt vặt cùng một lúc. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thì các bạn cũng có thể được giới thiệu thêm cho các công việc tay trái để cải thiện cái thu nhập của mình. Thì đây cũng là một cái cơ hội đáng để suy nghĩ. Nhưng các bạn vẫn nên căn cứ vào cái năng lực và cái thời gian của bản thân để mà cân nhắc. Các bạn cũng có thể tìm được cái cơ hội ngay trong cái công việc hiện tại. Tiềm năng khai phá vẫn còn rất nhiều, chỉ là các bạn chưa đào sâu bản thân mình mà thôi. Còn với những người tuổi Hợi mà đang làm ăn kinh doanh buôn bán thì các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực. Các bạn có thể yên tâm duy trì cái hoạt động buôn bán kinh doanh trong cái thời gian này. Bên cạnh đó, nhờ các mối quan hệ nhân duyên nó tốt đẹp nên hầu hết các cơ hội tiền bạc của những người tuổi Hợi thì đều đến từ các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Qua đó các bạn có thể gì củng cố vững chắc cái khối tài sản của mình nhờ những cái mối làm ăn thân thiện trước đó. Nếu mà có ý định bắt tay vào một cái kế hoạch đầu tư thì quý vị hãy gì tìm hiểu và lựa chọn một cách đúng người, đúng lúc, đúng các hạng mục, đừng có giao phó tiền bạc của mình kiểu gì lợi lại bất cập hại. Quý vị lưu ý rằng trong thời gian này thì vẫn còn một vài cái hung tinh nó vẫn còn đang thai nghén, nên là quý vị cần phải tính toán cẩn thận trước sau. Nóng vội sẽ dẫn dễ đến cái chuyện là hỏng việc đó.
Vì thế, để gia tăng thêm may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7, tức là từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 dương lịch, nó sẽ rơi vào ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Thì đây cũng là cái ngày khởi đầu của cái Tết Thanh Minh, đúng không ạ? Trong cái thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Mão sẽ mang đến cho những người khác cái sự dễ chịu, cái sự vui vẻ. Những người tuổi Mão là những kiểu người mà hay giúp đỡ những người khác, sống thoáng, biết suy nghĩ về lâu dài để có lợi cho bản thân và những người xung quanh. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mão có thể biết rõ ràng rằng người khác có thể chỉ đơn giản là muốn lợi dụng mình hoặc là giả tạo với mình, nhưng mà họ cảm thấy nếu mà từ chối một cách gay gắt thì thật sự là không làm được. Những người tuổi Mão lúc nào cũng suy nghĩ cho những người khác, đặc biệt là những người thân, không bao giờ họ từ chối ai thẳng thắn bao giờ vì sợ làm phật lòng người khác, kể cả người lạ cũng vậy. Con giáp này cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ những cái khó khăn, những cái bất hạnh. Sau khi mà tìm hiểu sâu và nhận thấy hoàn cảnh của đối phương thực sự là khó khăn thì những người tuổi Mão cũng sẵn sàng hỗ trợ thêm. Điều này có thể làm tổn hại đến cái lợi ích của chính bản thân họ. Nhưng mà thấy người khác hoặc gặp hoạn nạn khó khăn mà đứng nhìn ấy, thì những người tuổi Mão sẽ còn cảm thấy là đau khổ và gì chất chứa hơn. Chính vì vậy mà trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì những người tuổi Mão nhờ duy trì được cái tài lộc của mình ấy, và họ cũng sẽ được cát tinh tương trợ giúp đỡ, giúp cho sự nghiệp, công việc của bản mệnh có nhiều cái không gian phát triển, tiền bạc thì nó được sán lạn, quyền lực, tiền tài, danh vọng cũng được gì vang danh thiên hạ. Nhất là những người tuổi Mão mà làm lãnh đạo thì sẽ được cát tinh giúp sức, bản mệnh sẽ có thêm cái tiếng nói, đưa ra được những quyết sách đúng đắn quan trọng, giành lấy cái vị trí cao trong công ty, trong tập thể. Nhân viên cấp dưới thì cũng sẽ tin tưởng làm theo cái con đường mà những người tuổi Mão đã lựa chọn. Tuy nhiên, sự nghiệp phát triển cũng đồng nghĩa với việc là áp lực nó gia tăng. Bản mệnh phải xử lý khối lượng công việc khá là lớn, nhưng mà cũng đừng vì thế mà bỏ qua những cái tiểu tiết, bởi sẽ có hung tinh nó án ngữ và kẻ tiểu nhân hãm hại. Dễ khiến cho bản mệnh gì bận rộn quá mức mà gì mắc phải những sai lầm. Những người làm việc liên quan đến cái số liệu tiền bạc thì cần phải hết sức chú ý hơn. Trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7 mà quyết định hợp tác làm việc thì cũng thì có nhiều cái cơ hội tốt. Quý vị và các bạn cũng sẽ luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nâng bước chỉ đường đó. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão mà đi theo con đường khởi nghiệp trong thời gian này thì cũng chưa phải là lúc an nhàn. Bản mệnh cũng nhớ để tâm đến những cái người xung quanh nhiều hơn. Bạn bè của các bạn những người tuổi Mão là những người tuổi Hợi và những người tuổi Mùi thì cũng có thể giúp các bạn vượt qua được những khó khăn khủng hoảng trong vấn đề sự nghiệp. Vậy nên quý vị hãy chia với họ để được gì có những lời khuyên hữu ích. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người làm công ăn lương ấy, nếu mà có cấp trên tuổi Hợi tuổi Mão thì dễ được cấp trên ưu ái đề bạt lên những vị trí cao hơn. Có điều dưới sự ảnh hưởng của cái hung tinh ấy thì các mối quan hệ tại nơi công sở đôi khi nó cũng khá phức tạp. Những người tuổi Mão cũng dễ bị người khác ganh ghét, nên quý vị cần phải khiêm nhường, an phận là tốt nhất. Làm việc của mình, làm tốt việc của mình ấy, thì mới có thể là xoay chuyển được cái thế cục hiện tại. Trong thời gian này, với những ai có ý định chuyển việc hay là gì xin chuyển đổi công việc ấy, hoặc là xin sang một đơn vị mới thì cũng khá là khó khăn để mà thích nghi với cái môi trường mới, dễ vướng phải cái họa khẩu thiệt thị phi, khiến cho tinh thần bất ổn, khó thể tập trung hoàn thành được công việc như ý. Trong thời gian này thì bản thân tuổi Mão hay tự tạo ra cái áp lực cho mình, cầu toàn quá mức, ngược lại càng khiến cho cái hiệu quả công việc nó bị giảm sút. Vậy nên quý vị cũng cần phải cân nhắc một cách thật kỹ càng. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, hóa giải những xung sát thị phi và tăng cường cái tài lộc, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Sửu.
Những người tuổi Sửu là những người có quan điểm sống nhấn mạnh đến cái lòng trung thành và tin rằng bản chất của các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè đều phải thật lòng đấy, và hoạn nạn sẽ có nhau. Với những người tuổi Sửu thì đóng góp tiền của công sức của mình là không thành vấn đề, chỉ cần xử lý ổn thỏa mọi việc là được. Càng đóng góp thì càng thể hiện được tình cảm và cái năng lực thực sự của bản thân mình. Sống ở đời phải biết gì qua đi và biết có đi có lại ấy. Con giáp này nghĩ rằng lúc mà mình đã gặp khó khăn ấy, thì bạn bè cũng sẽ kề vai sát cánh bên mình. Nếu mà sống không lịch sự thì làm sao có thể ngẩng đầu lên được, đúng không ạ? Vì cái tính rộng lượng, vị tha, nên những người tuổi Sửu ấy chỉ quan tâm đến cái việc chăm sóc những người khác, không màng đến cái việc của mình có bị thiệt hay là không. Nhưng những người tuổi Sửu đừng lo lắng, vì các bạn chính là những con giáp càng hiền lành thì càng giàu sang phú quý, ăn ở có phúc thì sẽ có phần về sau, công đức sẽ được vô lượng. Nhiều khi những người tuổi Sửu bị lợi dụng mà không hề hay biết. Sống ở đời chỉ nên tốt với những người ăn ở tốt với mình mà thôi. Còn những người mà chỉ biết gì nhận mà không biết đáp lại thì những người tuổi Sửu cũng nên dẹp bớt cho nhẹ nợ, đúng không ạ? Chính vì cái tư tưởng như vậy nên là trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nó cho thấy những người tuổi Sửu sẽ có một cái thời điểm làm việc cực kỳ là hanh thông, nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thần tài luôn ở bên cạnh. Giai đoạn này rất thích hợp để bắt tay vào cái việc thực hiện hóa những kế hoạch thăng tiến, đột phá mà các bạn đã xây dựng từ trước đó. Với những người tuổi Sửu mà đang làm công ăn lương thì cũng sẽ nhận được cái sự ưu ái của lãnh đạo. Hơn nữa, bản mệnh còn là người mà có kinh nghiệm, có năng lực, điềm tĩnh, chín chắn nên thường được giao cho những cái nhiệm vụ trọng đại. Quý vị hãy tin tưởng bản thân và chấp nhận những cái thử thách. Các bạn dần khẳng định được cái vị thế của mình trong tập thể. Một số người thì sẽ thể hiện được cái năng lực lãnh đạo của mình và có cách nhìn, nhận, đánh giá chính xác cái vấn đề, có tài thuyết phục người khác ủng hộ và nghe theo mình. Nhờ thế mà các bạn có thể gì hướng dẫn mọi người đi theo cái con đường đúng đắn và đem về cái lợi ích cho công ty. Nếu mà đang tìm kiếm công việc trong cái thời điểm này thì nhiều khả năng những người tuổi Sửu sẽ tìm được cái công việc như ý. Quý vị hãy mạnh dạn thể hiện cái quan điểm của bản thân. Các bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhà tuyển dụng cũng như là gì cho tập thể của mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Sửu cũng sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong cái thời gian này nhờ những sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Và trong 3 ngày tới thì là cái thời điểm may mắn, vì cái quãng thời gian qua các bạn đã cống hiến cho công ty, giờ thì có thể tự thưởng cho bản thân một cái món quà nho nhỏ và gì mà mình thích. Bên cạnh đó, trong thời gian này với những người làm công ăn lương ấy, thì cái thành tích cao trong cái sự nghiệp hứa hẹn các bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng dư giả. Thì đây cũng là cái phần thưởng cấp trên dành cho các bạn, khích lệ cái tinh thần làm việc của các bạn. Nếu mà là người làm ăn kinh doanh ấy, thì các mối quan hệ sẽ hài hòa. Đấy, quý nhân cũng sẽ đem lại giúp đỡ các bạn nhanh chóng giải quyết được các vấn đề còn tồn động, thậm chí là tìm ra cái hướng đi mới cho công ty, cho công việc làm ăn, khiến cho đồng tiền chảy vào túi ngày một thuận lợi hơn trước. Những người tuổi Sửu nếu có ý định đầu tư trong cái thời gian này thì các bạn có thể cân nhắc cẩn thận và tiến hành từng bước một. Nếu trong cái lĩnh vực mới thì các bạn nên bình tĩnh để làm từng bước để tránh những cái sai sót không đáng có. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất là con giáp hay giúp đỡ những người khác, dễ mềm lòng và không giỏi từ chối, nên khi thấy ai khó khăn cần giúp đỡ, bất kể đối phương có ý đồ xấu hay là không ấy, thì họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Dù là những người vô gia cư bên đường, những người bán hàng rong hay là bán vé số tàn tật, thì những người tuổi Tuất cũng có cái thái độ tích cực, nghĩ rằng có thể bên kia đang gặp khó khăn, mình sẽ là làm phước để bớt đi một ít tiền để có thể gì giúp cho người ta có thêm bữa ăn. Đó. Con giáp này làm việc thiện không phải với một cái đích tích đức hay là vụ lợi cá nhân, mà chỉ là gì cảm thấy thương người khác mà đưa tay ra giúp đỡ, không có cái gì phải áy náy cả. Những người tuổi Tuất thì mưu sự dễ thành, công việc có những bước tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn sẽ đạt được dưới sự kỳ vọng của bản thân cũng như là lãnh đạo, đồng nghiệp hay là những người thân ở xung quanh mình.
À, chính vì như vậy, nên là trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 âm lịch, thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, bản mệnh tiến hành cái công việc gì cũng cảm thấy trôi chảy, kiên trì tới cùng thì cũng sẽ gặt hái được kết quả như mong đợi. Và 3 ngày tới đây, thì những người tuổi Tuất cái vận trình khá là hanh thông thuận lợi, có nhiều cái nguồn thu nhập bất ngờ, kinh doanh thì có lãi, đầu tư thì dễ sinh lời, tiền bạc thì cứ rủng rỉnh chất đầy túi. Nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đưa đường chỉ lối mà những người tuổi Tuất sẽ mở rộng cái mối quan hệ xã giao, gặp gỡ được đối tác hay là cái những người đồng hành đáng tin cậy và có thực lực kinh tế. Cái chuyện hợp tác làm ăn nó diễn ra là suôn sẻ, một vốn thì bốn lời. Các bạn cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công trong thời gian này cũng rất là cao. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 âm lịch, thì tiền bạc khá là dồi dào, những người tuổi Tuất khá là may mắn về vận trình tài chính. Tuy nhiên, cái vận may nó chỉ đến bằng cái con đường chính thống, tức là gì, làm ăn chân chính. Còn nếu như mà quý vị vi phạm pháp luật thì sớm muộn gì cũng gì, đại bại trắng tay. Thêm nữa, trong thời gian này thì chính tài nó cũng ổn định. Nói chung ấy, những người làm công ăn lương có thể đề xuất tăng lương tăng thưởng sao cho xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra. Các vị lãnh đạo cũng rất gì, rất chú ý và sẽ ghi nhận những cái đóng góp đó và sẽ gì cho các bạn một cái kết quả được toại lòng như ý. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chúng ta sẽ có 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. 1 là những người tuổi Hợi, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Sửu, 4 tuổi Tuất. Đây là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.